lang thang tại một hội chợ sách đen, tình cờ chúng tôi bắt gặp một cậu bé có gương mặt cứ dâm dâm thế đéo nào ấy, đang hòa vào hàng ngàn người chen chân đọc sách. Bé Trần Đức Nam, một nhân vật khá hot trong hội chợ sách đen kỳ này, là tác giả của cuốn sách mới tinh có tên rất dễ thương, Tớ Đã Dậy Thì Như Thế Nào, vừa bị cấm xuất bản trong tháng 3 vừa rồi. Đồng thời, Nam còn là dịch giả của một số cuốn sách XXX khác, trong khi tuổi đời của em chỉ vừa mới nhích qua con số 21 ít tháng. Chị nhìn em là chị nhận ra ngay, du học sinh Mỹ đúng không? Thế có nhiều người nhận ra em không? Dạ, cũng có nhiều người nhận ra em ạ. Thế cảm giác của em thế nào? Em thấy cũng rất là vui, cũng là khá tự hào. Nhưng mà em là em luôn tự thì thầm với bản thân là phải phấn đấu để nhiều người có thể yêu quý mình hơn nữa. Cách nói chuyện của em làm chị cảm thấy là hơi bị dâm đấy. Có ai nói với em là mặt em rất dâm không? Dạ, cũng có một số người ạ. Nhưng mà em thấy là cũng có đến mức dâm lắm đâu. Em cứ làm chị ngượng. Không đến mức là như nào cơ. À mà em có thích chơi những cái trò chơi của các bạn cùng tuổi với em không? Như là đi bar này, hay là sử dụng thuốc lắc này, hoặc là hút cỏ, hay là đọc những cuốn sách các bạn hay đọc không? Những cái cuốn sách mà các bạn hay đọc thì không. Nhưng mà em thích chơi với quả cầu lông này, và những cái dụng cụ của các môn thể thao khác mà các bạn lớp em vẫn hay chơi. Em cũng thích những cái trò chơi trẻ con nữa, nên là em cũng khá yêu thích những cái trò chơi đó. Còn sách thì các bạn thường đọc truyện tranh, và em thì không thích đọc những loại truyện tranh lắm. Em chỉ xem hentai thôi. Thế thì Nam thích đọc những loại sách gì? Em thích đọc những loại sách về Kamasutra này, các tư thế có thể làm trong lớp, và đặc biệt là trong các giờ học, ví dụ như là về tin học, xã hội, chính trị và khoa học ạ. Thế em bắt đầu dậy thì từ khi nào nhỉ? Em bắt đầu dậy thì từ khi em lên 5 tuổi rưỡi ạ, tức là gần vào lớp 1 đấy ạ. Thì em bắt đầu dậy thì, và từ cái lúc dậy thì em đã có niềm đam mê ngay với mấy cái đấy. Thế em còn nghiên cứu thêm vấn đề sức khỏe giới tính ở các nguồn nào bên ngoài không? Dạ không ạ. Hồi đầu thì em cũng hay lên Liên Xô chấm Mỹ, nhưng mà sau đấy thì em chỉ xem khoảng mấy tháng thôi. Còn sau đó thì em tự quay ở nhà, và bây giờ thì em vẫn tự quay ở nhà. Có khá nhiều độc giả cũng nhận ra Đức Nam do bức ảnh ấn tượng của em được in to ngay trên trang nhất báo Công an Nhân dân. Bên cạnh đó, cuốn sách mới của Nam còn nhận được sự chú ý của đông đảo độc giả, không chỉ là độc giả nhỏ tuổi mà nhiều độc giả lớn tuổi vẫn rất quan tâm. Cuốn sách này là một cuốn sách mà tổng hợp 15 tư thế khác nhau. Ngoài ra trong đó thì cũng có một phần để em chia sẻ những cái tư thế bí mật mà em tự nghĩ ra đối với các bạn. Ngoài ra thì ở phần đầu là em còn chia sẻ một số cái kinh nghiệm của mình là để cho mấy cái bạn mà bắt đầu vào lớp 1 đấy ạ, để cho các bạn đấy đỡ bỡ ngỡ. Thế một trong cái bí mật dậy thì sớm của em có thể chia sẻ với chị, em có thể bật mí cho chị một tí nữa không? Dạ bí mật thì nhưng mà không phải là bí mật, mà cái quan trọng nhất là để dậy thì sớm ấy, thì đó là cái sự đam mê và sự tự tin ạ. Chúng ta là chúng ta phải biết tự tin để gọi là như là thực hiện cái ước mơ của mình, và phải đam mê dậy thì. Chúng ta có thể lấy cái niềm đam mê đó bằng cách như là chơi các trò chơi này, rồi hay là thực hiện những cái mình thích trong quá trình dậy thì này, chứ không phải là chỉ học những cái tư thế ban đầu, bởi vì như thế sẽ rất là nhàm chán ạ. Nhưng mà chị hỏi nhỏ em thế này nhá, thế bố mẹ ở nhà có bắt mình phải xem sách nhiều ơi là nhiều, hoặc là phải tập luyện nhiều ơi là nhiều mà không cho đi chơi không? Không ạ, ngược lại ạ. Bố mẹ em bắt em đi nhặt bóng trước bạn suốt mà, chứ không được xem nữa. Vì em là em suốt ngày em xem sách quá nhiều, thậm chí là cả trong bữa ăn em vẫn xem ạ. Thế ở nhà cái kệ băng đĩa của em có bao nhiêu băng đĩa em nhớ không? Ui giời, làm sao nhớ được ạ? Hàng nghìn băng đĩa ấy ạ, rất là nhiều. Cái kệ băng đĩa ấy rất là lớn nhá. Ui, bố em đóng mẹ nhầm đóng cho em một cái kệ băng coi như là choán cả diện tích của cái căn phòng luôn. Thế trong căn phòng của em góc nào là góc em yêu thích nhất? Đó là góc băng đĩa. Có một cái góc nho nhỏ của em, có thể gọi là những cái tài liệu mật, tức là những cái băng đĩa quý của em ấy, thì em rất là thích cái góc đấy ạ của em. Vậy thì em có thể nhắn nhủ một tí với các bạn cũng 21 tuổi như em hoặc là bé hơn em nữa, mình nên đối xử thế nào với những cuốn băng đĩa này? Mình có nên xem nhiều sách, và nếu xem thì mình nên xem sách loại gì? Mình nên đối xử cẩn thận với những cái cuốn băng đĩa, bởi vì chúng là cái tài nguyên vô giá, coi như là cái tài nguyên thứ 30-6-3+2-1 của thế giới. Và nếu không có băng đĩa thì chúng ta sẽ không thể nào mà có thể có được những cái kiến thức được.
Chúng ta có thể nói mồm rằng là từ kinh nghiệm, nhưng kinh nghiệm thì vẫn phải đúc kết từ băng đĩa. Căn bản nặng nét nhà em chậm không xem online được. Thế nên băng đĩa rất là quan trọng. Ngoài ra thì cái lúc đầu thì nên thử những cái tư thế có độ khó dần dần. Sau đó thì mình tăng độ khó lên. Như thế thì đầu óc mình sẽ được linh hoạt hơn. Chẳng hạn như là lúc mà một người nào đó người ta xuống dưới lòng đất ấy, thì người ta sẽ đi từ từ chứ người ta không treo tụt xuống một phát. Bởi vì như thế là sẽ tăng giảm áp suất đột ngột và sẽ thiếu không khí. Đấy là như thế ạ. Còn ngoài ra thì khi chúng ta xem sách ấy, thì chúng ta cần nghiền ngẫm này và chúng ta cần xem lại nhiều lần để có thể nhớ được những cái kiến thức đó. Và không nên đọc truyện tranh nhiều. Mặc dù truyện tranh ấy thì là đôi lúc cũng có cái tác dụng, nhưng mà cũng như cái bà bán băng đĩa lậu ngoài ngõ nhà em nói ấy, thì là những cái con sâu mà đục phá tâm hồn. Cuộc thi những tư thế độc đáo thì cháu thi được 670/10. Tuyệt vời. Tô màu cho chuyện XX thì cháu được 940/990. Tuyệt vời. Cái cuộc thi IELTS thon nhất thì cháu được 6.5/9. Tuyệt vời. Các loại chứng chỉ linh tinh khác thì bố cháu mua. Tuyệt vời. Đặc biệt là cái trong cái cuộc thi luận, viết luận về cô giáo em thì cháu được giải nhất với bài cô giáo Thạc. Tuyệt vời. Tại hội chợ sách đen, đại diện chương trình kỷ lục Việt Nam cũng đã trao chứng nhận người dậy thì sớm nhất Việt Nam cho Trần Đức Nam. Xin chào các bạn. Đây thực chất chỉ là video kiểu parody, mang tính giải trí là chính chứ không có ý gì cả. Thế nên các bạn cứ bình tĩnh. Do mấy hôm nay kiểu mình nhận được một số lượng lớn những cái câu hỏi mà đề cập đến bé Đỗ Nhật Nam này, thế nên mình lên xem. Xong xem xong thì mình kiểu bằng thế đeo được bé Trần Đức Nam, dậy thì sớm Việt Nam. Thôi được rồi. Nói chung xung quanh cái việc này thì mình thấy là thằng bé thì mới có 11 tuổi, vào xem thì để biết thế thôi chứ còn ném đá làm gì. Rồi lại còn bảo nó không có tuổi thơ, rồi lại còn bố mẹ không biết dạy dỗ. Mới có mấy bài phỏng vấn mà mấy ông phán như bố nó không bằng. Mình thì mình nghĩ là cứ để nó lớn thêm, ít ra là cũng phải qua cái tuổi dậy thì đã rồi nói chuyện tiếp. Còn đối với riêng bé Nam ấy thì anh chỉ có 3 ý kiến như thế này. Điều đầu tiên là em đọc nhiều sách như thế thì rất là tốt, nhưng mà hình như là cháu quyển nào em đọc mà có nhắc đến hai chữ khiêm tốn thì phải. Anh ơi, đeo giờ đọc sách anh còn biết. Điều thứ hai là tranh vèo má em nhá. Và điều cuối cùng là em bảo chuyện tranh là cái gì đục quét tâm hồn cơ. Anh ca mê rô cô vỡ bồ đi ị bây giờ.